Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các ngành chức năng triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, khống chế không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi. Theo đó, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo trạm thú y huyện, các xã thị trấn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm. Trong đó, tập trung tiêm phòng, tiến hành phun hóa chất vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các chợ, lò mổ tập trung, các cơ sở chăn nuôi, gia đình chăn nuôi số lượng lớn, nhất là tại chuồng trại của các hộ gia đình có dịch bệnh xảy ra trước đây. Ngoài ra, trạm thú y huyện Cam Lộ cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại cũng như khu vực xung quanh bằng cách rải vôi, quét dọn, thu gom chất thải, chất đốn chuồng để đốt hoặc chôn nhằm chủ động tiêu diệt các mầm bệnh. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, hiện nay đang trong thời điểm giao mùa, các dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm rất dễ xảy ra. Vì vậy, việc chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh hết sức quan trọng, góp phần hạn chế dịch bệnh xảy ra, giảm bớt thiệt hại kinh tế cho bà con nông dân.